Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Huy Đức bị bắt? Ngày 2 tháng 6, một nguồn tin nội bộ cho biết Huy Đức bị bắt vì công kích Tô Lâm qua bài viết Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi. Ngay sau khi Bộ Công an đưa ra dự thảo quy định kiểm soát việc buôn bán sở hữu các loại dao có lưỡi dài hơn 20 cm. Nguồn tin nội bộ còn nhấn mạnh Tô Lâm ở thế mạnh như chẻ tre, nó có vạn đứa muốn nịnh để lập công. Bộ trưởng Tô Lâm trình dự luật về vũ khí bổ sung dao là vũ khí thô sơ. Vì Facebook của Huy Đức đã không còn hiển thị nên Thoibao.de trích giới thiệu bài viết này đã được Facebook Trương Huy San đăng ngày 26 tháng 5. Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi. Xem phim chưởng thì một đôi đũa, một lá bài trong tay cao thủ cũng có thể trở thành vũ khí. Nếu tư duy quy đồng, mọi người là tội phạm thì có lẽ có ngày chúng ta phải ăn bốc. Vì đũa là vũ khí nguy hiểm. Một giáo sư luật nói, khi theo dõi những sửa đổi trong luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Theo giáo sư, cách quản lý hiệu quả và văn minh là quản lý hành vi sử dụng gắn liền với bối cảnh không gian. Ví dụ như mang những công cụ ấy đến bến xe, ga tàu. Chứ bà bán phở anh tỷ lô phải đeo cái giấy phép lủng lẳng ở cổ khi mưu sinh thì thật là nực cười. Quản lý từ sản xuất thì sẽ đẩy chi phí kinh doanh lên, mà nó chả có tác dụng gì khi làm bếp người ta choảng nhau. Rất đồng tình với giáo sư, nhưng tôi không chỉ tiếp cận vấn đề dưới góc độ pháp lý, tôi suy nghĩ rất nhiều ở khía cạnh an ninh của người dân. Nếu định nghĩa như dự thảo, thì gia đình nào của Việt Nam, đặc biệt là nông dân, mà không có ít nhất một công cụ thuộc danh mục vũ khí thô sơ do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Huy Đức trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam. Vài tuần trước, một vị lãnh đạo lão thành của ngành công an cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy bài báo đưa tin thanh tra Bộ Công an thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước. Và ông được một vị tướng về hưu giải thích đây là thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng. Khi luật an ninh mạng đang được thảo luận, một số đại biểu và chuyên gia pháp lý đã nhìn thấy tình huống này. Công an có thể vào trong nhiều ngành, dù bằng tư duy quản trị quốc gia thông thường và hiểu biết của một người từng làm lãnh đạo ngành, không ai hình dung công an có thêm chức năng ấy. Chúng tôi hiểu được những khó khăn của các đại biểu quốc hội khi phản biện những chính sách, những luật do Bộ Công an trình. Ngay cả chúng tôi khi lên tiếng góp ý cho những chính sách của ngành công an cũng thường nhận được khá nhiều khuyến cáo, nhưng quốc gia hưng vong, thất phu, hữu trách. Việt Nam đang duy trì một thể chế tương đồng với Trung Quốc. Việt Nam nên học Trung Quốc ở những điều họ đúng. Bộ trưởng Bộ Công an không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Có lẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc coi công an là công cụ của Bộ Chính trị, chứ không để cho Bộ Chính trị trở thành con tin của ngành công an. Bộ Công an cũng không nên cấu trúc như hiện nay, mà nên tách chức năng điều tra ra khỏi lực lượng cảnh sát. Hình ảnh một kỳ họp Quốc hội Việt Nam. Quốc hội nên giám sát, đánh giá chủ trương đưa công an chính quy về xã. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy không phải lực lượng công an đông mà đất nước an toàn hơn. Tôi tin nếu cắt giảm 2/3 và tăng lương lên gấp 3, không những an ninh sẽ được cải thiện mà hình ảnh người công an trong mắt người dân cũng sẽ đẹp hơn. Cơ chế quản lý, đặc biệt là quản lý đất đai, dự án của ta hiện nay rất khó làm đúng. Rất ít ai ở trong hệ thống này đã từng ký tá mà dám tin rằng mình chưa làm gì sai. Hiện thực ấy đã khiến cho chỉ có rất ít người đang vận hành hệ thống này không phải sống trong sợ hãi. Không chỉ quan chức nên tránh những điều luật khiến cho gần như mọi gia đình và phần lớn người dân đều có thể vi phạm. Đừng để thường dân cũng luôn phải nơm nớp bất an. Không có quốc gia nào có thể phát triển bền vững dựa trên sự sợ hãi. Tôi tin là giờ đây, Đại tướng Tô Lâm sẽ tư duy như một nguyên thủ, chứ không phải tư duy như một người nắm chắc Bộ Công an, đặt quyền lợi của quốc gia lên trên lợi ích của ngành. Sau những năm tháng ngao ngán chứng kiến quan tham, ăn không từ một cái gì, háo hức chờ những vụ bắt bớ, giờ đây cái đất nước cần là một giai đoạn thật sự thái bình, cần những sửa đổi về thể chế để sao cho quan có thể tử tế khi còn tại chức. Dân có thể ngủ ngon khi nói và làm những điều ngay thẳng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vì sao Huy Đức bị bắt? Trận so găng tổng Tô lấy 1 chọi 8 mà vẫn bất phân thắng bại. Xem ra chọn nhân sự cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an còn khó hơn ghế Chủ tịch nước. Nguyên nhân là bởi chiếc ghế này quyết định cục diện giữa các phe thượng tầng chính trị. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng đưa được một trong ba ủy viên Bộ Chính trị thuộc Ban Bí thư của ông vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an thì xem như trò chơi kết thúc với Tô Lâm. Nếu như vậy, xem như Tô Lâm bị tước binh quyền hoàn toàn. Lúc đó Tô Lâm buộc phải chấp nhận số phận. Còn nếu Lương Tam Quang được chọn làm Bộ trưởng thì xem như phe ông Tổng thất bại. Cho đến nay, vẫn chưa phe nào cho thấy khả năng chắc chắn với chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Lẽ ra, với ba ủy viên Bộ Chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng có đủ lý do để gạt Lương Tam Quang ra khỏi cuộc đua vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Ấy vậy mà ông cứ loay hoay mãi, không quyết được. Nhìn vào tương quan lực lượng trong Bộ Chính trị giữa phe ông Tổng và phe Hưng Yên thì thấy chênh lệch rất lớn, Tô Lâm lấy 1 chọi 8. Phe ông Nguyễn Phú Trọng có 8 ủy viên Bộ Chính trị, chiếm phần nửa tổ chức này. Câu hỏi đặt ra là vì sao với thế và lực ít ỏi như vậy, một mình Tô Lâm đấu tranh với 8 ủy viên Bộ Chính trị của Ban Bí thư mà vẫn duy trì thế trận ngang ngửa. Ắt hẳn Tô Lâm phải nắm giữ bí kíp nào đó mới đủ khả năng để một mình cân nửa Bộ Chính trị. Nhìn lại những trận so găng trước đây, Tô Lâm đánh vào nhóm Nghệ An. Lúc đó, trong Bộ Chính trị, Tô Lâm lấy 1 chọi 3 và đã hạ được tướng đầu đàn của phe Nghệ An. Giờ đây Tô Lâm lại dám lấy 1 chọi 8 thì quả thật sức mạnh của Tô Lâm thật đáng sợ. Từ trận so găng với phe Nghệ An, có thể hình dung ra vũ khí mà Tô Lâm đã dùng. Đó là hồ sơ đen của Vương Đình Huệ. Cú đánh cực hiểm này đã khiến cho Vương Đình Huệ ngã ngựa. Từ đó có thể thấy nắm hồ sơ đen của đối thủ là vũ khí lợi hại mà Tô Lâm đang có. Nhờ đó Tô Lâm có thể lấy 1 chọi 3 rồi tiếp tục lấy 1 chọi 8 như hiện nay. Sau khi Tô Lâm hạ bà Trương Thị Mai, ông Trọng đắp ngay 4 tân ủy viên vào Bộ Chính trị, nâng tổng số ủy viên Bộ Chính trị trong Ban Bí thư lên con số 8, chiếm phần nửa bộ này. Điều đáng nói là ông Trọng đưa tướng Lương Cường trám vào vị trí mà bà Trương Thị Mai để lại. Kế hoạch được xem là hoàn hảo, tuy nhiên cuối cùng kế hoạch này đã bộc lộ nhược điểm. Thứ nhất, ông Lương Cường chỉ mạnh về phòng thủ mà yếu về tấn công. Ông sẽ không bị Tô Lâm điều tra vì công an không có thẩm quyền điều tra bên quân đội. Tuy nhiên, tướng Lương Cường nắm chức Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, chưa quản lý cơ quan điều tra hay cơ quan tình báo nào của quân đội, cho nên ông khó có thể ra lệnh hoặc tác động để những cơ quan này điều tra Tô Lâm. Hình ảnh trong Bộ Chính trị, phe Hưng Yên chỉ có một mình Tô Lâm. Ngoài ra, 4 tân ủy viên Bộ Chính trị đều là những người mà ông Tô Lâm có thể điều tra và lập hồ sơ đen để uy hiếp họ. Đặc biệt là ông Lê Minh Hưng, người từng làm thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Thời kỳ ông Hưng làm thống đốc đã để xảy ra rất nhiều vụ bê bối liên quan đến ngành ngân hàng, trong đó có ngân hàng SCB, sân sau của Vạn Thịnh Phát. Bất cứ ai dính chàm đều phải sợ Tô Lâm. Nếu dám ra mặt chống đối, Tô Lâm có thể cho họ rụng ngay và luôn như Võ Văn Thưởng hay Vương Đình Huệ. Ghế Bộ trưởng Bộ Công an không chỉ ảnh hưởng đến sinh mạng chính trị của Tô Lâm, mà có khi nó còn quyết định cả sinh mạng của ông. Bài học Trần Đại Quang vẫn còn nóng hổi. Vì tính sống còn, Tô Lâm có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hiện nay, làm cách nào để tước bỏ hết ảnh hưởng của Tô Lâm ở Bộ Công an là bài toán lớn nhất và cũng là bài toán khó nhất đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Trò chơi này rất khốc liệt, chỉ có thể thịt hoặc bị thịt mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.de với bản tin trận so găng tổng Tô lấy 1 chọi 8 mà vẫn bất phân thắng bại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.de để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.de